Rồi tiếp tục mình sửa A2 Key for School 1, tức là quyển số 1 xuất bản năm 2020, Test 1 Reading and Writing Part 1, number 1 to 6, câu số 1 tới 6 ha. Đối với mỗi câu hỏi, for each question choose the correct answer, bạn chọn câu trả lời thích hợp. Bên trái mình sẽ có một cái mẫu thông tin và bên phải mình có ba cái dòng mà diễn dịch, thì nhiệm vụ của bạn là bạn match nó lại, cái thông tin nào mà nó phù hợp với cái thông tin ở bên tay trái. Rồi bên trái mình có một cái note là found blue sport bag, đã tìm thấy một cái túi thể thao màu xanh dương. Collect from school office with student ID card. Bạn có thể lấy nó từ cái văn phòng của trường và nhớ mang theo cái thẻ sinh viên. Như vậy câu A, a student has found the wrong ID card in his sport bag, là một cái sinh viên đã tìm thấy một cái thẻ sinh viên mà bị sai, wrong ID ha, ở trong cái túi thể thao của anh ấy, thì cái thông tin này nó bị sai so với cái thông tin phía tay trái này, không đúng ha. The person who lost his bag can get it from the school office. Cái người mà mất cái túi thì có thể lấy nó từ cái văn phòng của trường. Vậy thông tin này đúng rồi. Và khi đi nhớ mang theo gì các bạn? Student card ha. Mặc dù người ta không có nói, mục đích của mình, người ta là để đánh lừa mình đó. Mình thấy cái gì mà giống giống, mình đây có ID card, các bạn đọc mà giống nhau các bạn chọn là sai ha. Rồi câu C, if you find a lost sport bag, please take it to the school office. Nếu mà bạn tìm thấy một cái giỏ thể thao mà bị thất lạc á, thì vui lòng mang nó đến văn phòng của trường. Thì cái này nó không có, thông tin này không có. Rồi câu số 2, room 3.1, Mrs. Gray's student, cái phòng 3.1 ha, văn phòng của sinh viên của cô Gray. Ok, this room is closed for repair. Cái phòng này bị đóng cửa để sửa chữa. Lesson in room 4.2 until Friday. Bài học thì sẽ diễn ra ở phòng học số 4.2 cho đến thứ 6. Như vậy câu A, Mrs. Gray is not coming to the school until Friday. Thông tin này bị sai. Cô Gray thì cổ không có tới trường cho đến thứ 6. Không phải, cô vẫn dạy nhưng mà chỉ ở phòng khác thôi. Phòng 4.2 thay vì phòng 3.1 ha. Rồi tiếp tục, Mrs. Gray's class is going to be on a different day this week. Cái này cũng tiếp tục sai nữa. Tức là cái lớp học của cô Gray thì sẽ diễn ra vào một cái ngày khác trong tuần này. Nó vẫn diễn ra, nhắc lại, thay vì phòng 3.1 thì mình sẽ học ở phòng 4.2 cho đến tạm thời tới thứ 6 sửa xong quay về. Như vậy câu C, Mrs. Gray isn't able to use her usual room at the moment là đúng. Cô Gray thì cô không có thể dùng cái căn phòng bình thường của cô vào lúc này. Thì mình chọn là C ha. Rồi number 3, có một cái mẫu email từ head teacher, hiệu trưởng, gửi đến all students, toàn bộ sinh viên. The school kitchen will be closed for hot lunches Monday to Friday next week. We can still serve sandwiches and salad. Cái nhà bếp của trường thì sẽ đóng cửa, không có phục vụ cái buổi ăn trưa nóng từ thứ 2 cho đến thứ 6 tuần sau. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn phục vụ sandwich và salad, rau trộn và bánh mì sandwich. Như vậy, students have to bring their own food to school for lunch next week. Thông tin này sai. Không cần phải, sinh viên phải mang theo cái đồ ăn của họ đến trường để ăn trưa vào tuần sau. Không phải, có thể đi vô canteen nhưng mà chỉ phục vụ có hai món là sandwich với salad thôi. School is going to stop offering lunch to students after next week. Sau cái tuần sau á, ở đây nó bị sai tới hai cái. Sai thứ nhất là thời mốc thời gian ha. Sau tuần sau, tức là tuần sau nữa là sai. Cái thứ hai là nhà trường thì sẽ ngừng phục vụ ăn trưa đối với sinh viên. Thì cả hai thông tin này đều sai hết. Ok, rồi câu C là đúng. Only a few types of food will be available for student lunches next week. Chỉ có một vài loại thức ăn thì sẽ có sẵn, tức là phục vụ cho sinh viên, buổi ăn trưa của sinh viên vào tuần sau thôi. Ok, ngay này nó nằm ở ngay chỗ này nè bạn. Một vài loại thức ăn đó chính là sandwiches and salad ha, còn không có phục vụ thức ăn nóng. Rồi ok, mình tiếp tục qua câu số 4. Mình gặp một cái mẫu tin nhắn ở trong điện thoại ha. Ok, hi Susie. Suzy yêu dấu, Mark là cái người mà nhắn tin. Khi bạn gặp cái tin nhắn như thế này thì bạn biết ai là người nhận, ai là người nhắn. Tí xíu mình làm mới đúng ha. Mark mới nhắn cho Suzy là I finished our history project. Shall I bring it round later to show you before I give it to the teacher tomorrow?
Tôi đã hoàn tất cái đề tài về lịch sử ha. Tôi có thể mang nó tới cho bạn để xem. Round là vòng quanh, letter là sao. Như mình dịch cái này là mang đến sao cho bạn xem trước khi mà tôi nộp nó cho giáo viên vào ngày mai không. Như vậy, câu A, Mark is asking Susie if he should visit her today là đúng. Thông tin này là không có cái gì sai hết. Tức là Mark là cái người mà nhắn tin nè, mới y hỏi Suzy là anh ấy có thể đến thăm cô ấy để nộp, để cùng nhau cho cô coi cái bài History Project nè vào ngày hôm nay không. Bởi vì sao? Ngày mai á, là phải nộp cho thầy rồi hả? Ghi before I give it to the teacher tomorrow. Ok, ở đây các bạn để ý ha, round này nó có thể là giới từ, nó có thể là trạng từ, nhưng mà trong tình huống này bring it round, ok, là trạng từ bổ nghĩa cho bring ha, later. Rồi như vậy thì mình sẽ chọn câu A, rồi còn mình coi câu B và câu C nó sai chỗ nào. B, Mark wants Susie to help him complete their project. Mark muốn Susie giúp anh ta hoàn tất cái đề tài của họ. Thì ở đây không hề đã có cái ý đó. Cái đề tài đã được làm Mark làm xong rồi ha. Mark thinks Susie should give the project to the teacher. Thông tin này không có nói. Mark nghĩ rằng Susie thì nên nộp cái đề tài cho giáo viên, không phải. Mark là người nộp luôn nhưng mà ngày mai mới nộp. Câu số 5. Mình gặp lại cái mẫu email ha. From Ben to Tom, từ Ben gửi cho Tom. Dad will pick us up after school concert. Ba của tớ hoặc là ba, nói chung thì vậy là ba của Ben á, sẽ đón chúng ta sau cái buổi hòa nhạc ở tại trường. There are some tickets left on the website if you know anyone who want one. Vẫn còn một vài vé còn lại ở trên cái trang web, nếu mà bạn biết bất kỳ ai mà muốn có một cái, tức là ai có nhu cầu mà mua vé xem hòa nhạc thì bạn giới thiệu, tại còn vài cái ở trên web á. Rồi như vậy thì Tom nên làm gì? Tom sẽ go online to check if there still concert ticket available. Đi lên mạng để kiểm tra xem là còn cái vé của buổi hòa nhạc còn không. Thì cái thông tin này sai. Ben nói là trên đây nó có sẵn. There are some ticket left, không cần phải kiểm tra. Câu B, tell people that it is still possible for them to come to the concert. Nói cho người ta biết rằng vẫn còn có khả năng cho họ để đi đến buổi hòa nhạc. Thông tin này đúng rồi. Tức là nói cho mọi người là vẫn còn vé đó. Cho nên ở đây người ta không nói vé, mà người ta nói là it's impossible for someone ha. To come to the concert có nghĩa là mua vé mới vô được. Còn câu C là ask if his father can collect them after the concert. Dad đã sẵn sàng rồi. Dad will pick us up. Ở đây không cần phải yêu cầu hoặc là hỏi Dad gì cả. Cho nên thông tin này bị sai. Hỏi là nếu mà ba có thể đón bọn họ sau cái buổi hòa nhạc hay không. Rồi tiếp tục qua câu số 6 ha. Cũng tiếp tục là một mẫu tin nhắn từ ông John, Mr. John, to photography club member, những cái thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Some of you have asked to learn to use software to improve your pictures. Một vài trong các bạn đã yêu cầu tôi học sử dụng phần mềm để cải thiện cái bức ảnh. If enough people are interested, we start next Tuesday. Nếu mà đủ người, cái đủ cái số lượng người quan tâm á, thì chúng ta sẽ bắt đầu học vào thứ ba tuần sau. Như vậy, Mr. John is offering to teach club members something new là đúng. Cái ông John ổng đề nghị là ổng sẽ dạy lớp một cái thứ gì đó mới. Ở đây một thứ gì đó mới thì chính là tương đương với ở bên mình là software nè các bạn ha. Để cải thiện cái việc mà xử lý hình ảnh. Câu B, some people have told Mr. John they want to leave the photography club. Một vài người đã nói với ông John là họ muốn rời bỏ cái câu lạc bộ nhiếp ảnh này. Thì thông tin này không có nói. Câu C, Mr. John want to find out more about photography software. Ông John này muốn tìm hiểu thêm về cái phần mềm nhiếp ảnh này. Không phải. Ông John là giáo viên ha. Và ở đây là ổng một vài người nè, have asked, đã yêu cầu tôi nè học sử dụng cái này, cho nên là nếu đủ người quan tâm tôi sẽ sẵn sàng dạy. Tôi dạy lại cho mọi người chứ không phải là tôi học từ mọi muốn biết để học về cái phần mềm này. Rồi ok, mình xong part 1 ha. Rồi ok, tiếp tục mình qua part 2, question 7 to 13. For each question,
choose the correct answer. Đối với mỗi câu hỏi thì mình sẽ chọn câu trả lời thích hợp ha. Mình có ba nhân vật là Gian, Max và Kozo. Rồi nội dung của họ là mình sẽ học về My Favorite Book, tức là cuốn sách yêu thích của ba cái nhân vật này. Rồi Gian sẽ nói về quyển sách yêu thích của anh ấy, sau đó mình sẽ trả lời các câu hỏi từ 7 cho đến 13. Đầu tiên các bạn làm gì? Đọc qua các câu hỏi trước để mình nhớ, trong đầu mình mang máng nó có cái câu hỏi nào thì tí xíu mình qua mình đọc bài mình trả lời rất là nhanh ha bạn. Đó là cái cách làm đối với cái dạng bài này. Thì như vậy đòi hỏi các bạn phải đọc, hiểu và nhớ nữa. Ok, number 7. Who does not like the way the book ends? Ai không thích cái cách mà quyển sách kết thúc? Rồi. Câu số 8, who enjoy the picture in the book? Ai thích những cái hình ở trong quyển sách? Câu số 9, who explain how he got the book? Ai giải thích bằng cái cách nào mà anh ấy có được quyển sách? Number 10, who enjoy learning about life which are different from his own? Ai thích học về cái cuộc sống mà nó khác từ cái cuộc sống của anh ấy? Ok. Number 11, who says something about what happened in the story? Ai nói một cái điều gì đó về những cái chuyện mà đã xảy ra ở trong câu chuyện? Number 12, who says the book is not very well known? Ai đã nói quyển sách thì nó không được nổi tiếng? Number 13, who felt sad when he finished the book? Ai thì cảm thấy buồn khi anh ấy kết thúc cái quyển sách? Rồi sau khi mình đọc xong thì mình qua mình đọc cái nhân vật Gian. This well-known book were in a box of old books that a neighbor gave me. Cái quyển sách nổi tiếng này thì nằm ở trong một cái hộp cũ mà người hàng xóm đã đưa cho tôi. Như vậy cái khúc này nè các bạn, thì mình sẽ trả lời được bên đây là câu số 9 ha. Câu số 9 nãy mình vừa mới đọc là who explained how he got the book. Ok. Ai giải thích là bằng cách nào mà anh ấy có quyển sách, thì cái người nhân vật Gia này nè, là cuốn sách anh ấy có được là từ cái người hàng xóm đưa cho ảnh, đúng không? Rồi tiếp theo ha, I wasn't sure about this when I picked it up because I saw the pictures and thought it was a book for little children. Tôi thì không có chắc về nó khi mà tôi cầm quyển sách lên, bởi vì sao? Tôi nhìn thấy những cái bức hình và tôi nghĩ đó là sách dành cho trẻ em. But when I was bored, so I started reading. Nhưng mà khi mà tôi chán á, thì tôi bắt đầu đọc. After a few pages, I couldn't stop. And when I got to the last page, I was quite upset that there wasn't more. Chỉ sau vài trang thôi, thì tôi không thể dừng lại. Và khi mà tôi đọc đến cái trang cuối cùng á, thì tôi khá là giận bởi vì không còn nữa. Như vậy ngay chỗ này mình sẽ trả lời được câu 13 ha các bạn. Ok, mình đánh dấu trước. Bên câu 13 hồi nãy mình vừa mới đọc, người ta nói là ai mà cảm thấy buồn khi anh ấy kết thúc cái quyển sách, thì nhân vật của mình là Gian, nhân vật A. Nhiều bạn sẽ nhầm với câu số 7 ngay chỗ này. Câu số 7 người ta nói là who does not like the way the book ends. Ở đây người ta nhấn mạnh là gì? The way là cái cách mà quyển sách kết thúc, chứ không phải là buồn khi mà anh ấy kết thúc cái việc, cái quyển sách mà anh ấy đọc ha. Hai cái đó nó khác nhau. It's about two friends who play a game. Nó là quyển sách về hai người bạn ha, chơi một cái trò chơi. Và how it changes their life is brilliant. Nó về hai người bạn chơi trò chơi và cái cách mà họ thay đổi cái cuộc đời của họ, nó thật là tuyệt vời. Như vậy cái ngay chỗ này nó trả lời được cho mình câu 11. Bên câu 11 bên đây, người ta nói là who says something about what happened in the story. Thì nhân vật Gian mình, tức là cái nội dung ở trong câu chuyện là hai người bạn, cái cách mà họ thay đổi, chơi một cái trò chơi và cái cách mà is đây là a game, change their life, thay đổi cuộc đời của họ, có thể là về lập trình viên hay gì chẳng hạn. Rồi nhân vật thứ hai, Max. This was one of the first book I ever had. Đây là một trong những quyển sách đầu tiên mà tôi đã từng có. But it's still a favorite. Nhưng mà nó vẫn là cái quyển sách yêu thích của tôi. Even before I could read, thậm chí là trước khi mà tôi có thể đọc, I love looking at the drawing as my parents read the story to me. Thậm chí trước khi tôi có thể đọc thì tôi đã thích nhìn vào những cái hình vẽ khi mà ba mẹ đọc nó cho tôi, đọc cái câu chuyện cho tôi. Như vậy bên phía câu số 8 hồi nãy có một cái người rất là thích nhìn vào hình ảnh mê tranh. Who enjoyed the picture in the book? Như vậy mình sẽ chọn nhân vật B của mình là Max ha, là cái người mà thích những cái drawing, tức là tương đương với bên kia là picture. Khi mà ba mẹ đọc chuyện thì anh ấy chỉ chăm bẩm nhìn vào mấy cái hình thôi, anh thích hình ảnh lắm. Như vậy người ta dùng từ
Cái kỹ thuật paraphrase là từ đồng nghĩa. Ở đây các bạn cứ kiếm chữ picture nó sẽ không ra ha. Now my little sister got it and she loves it too. Bây giờ thì em gái nhỏ của tôi có nó và cô ấy cũng thích nó. The writer had become quite famous, but this is the first book she wrote, so not many people have heard of it. Cái tác giả mà viết cái quyển sách này sau này trở nên cũng khá là nổi tiếng. Nhưng mà đây là quyển sách mà cô ấy đầu tiên mà cô ấy viết ha, cho nên không có nhiều người biết về nó. Thì hồi nãy mình có một cái câu số 12 bên kia là người ta nói là ai đã nói là quyển sách này thì nó không có nổi tiếng. Well known ở bên kia người ta dùng là famous, bên đây thì người ta dùng từ là well known. Vậy bạn kiếm well known nó sẽ không ra ha, mà bên đây người ta dùng là famous hoặc là not many people heard of it, tương đương với quyển sách này is not well known. Rồi vậy ngay chỗ này đó là câu 12, Max là nói cái nội dung này. Rồi tiếp tục. It's very different from the book she wrote later. Nó rất là khác những cái quyển sách mà cô ấy viết sau này ha. I suppose what she tried about changes as your life changes. Tôi thì cho rằng cái mà bạn viết về cái mà bạn viết á, về cái sự thay đổi khi mà cuộc đời của bạn thay đổi. Cái này là đời thay đổi khi mà ta thay đổi á. Cái nội dung nó giống giống như vậy ha. Suy nghĩ khác thì đời cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi. Rồi nhân vật số 3, Kizo. I read this book for the first time when I was about 8. Tôi đọc quyển sách này lần đầu tiên khi mà tôi mới 8 tuổi. One of the reasons I like it was that it was about people growing up in a place which I knew nothing about. Một trong những cái lý do mà tôi rất là thích là gì? Nó thì về những cái người mà lớn lên ở một cái nơi mà which I knew nothing about, mà tôi không có biết gì về cái nơi đó hết. Thì như vậy hồi nãy bên câu số 10 có một cái câu hỏi người ta hỏi là ai là cái người mà thích đọc về những cái cuộc sống mà nó rất là khác biệt với cái chỗ mà anh ấy sống. Thì mình chọn nhân vật số 3 của mình là Kojo ở đây ha. Rồi tiếp tục. My friend read it too. And our idea for game often came from this book. Bạn của tôi cũng đọc nó. Và cái ý tưởng của chúng tôi về trò chơi thường đến từ cái quyển sách này. I read it again recently. And I still think it's great. Except the last few pages. Tôi đọc nó lại gần đây. Và tôi vẫn nghĩ nó rất là tuyệt. Ngoại trừ the last few pages. Ở đây bạn sẽ thấy một cái cặp. Nó hơi phản nghĩa. Gần đây thì tôi đọc lại nó. Tôi vẫn nghĩ nó rất là tuyệt. Ngoại trừ một vài trang cuối. Như vậy là một vài trang cuối nó làm sao? Nó dở ha, đúng không? Hoặc là cái cách mà nó kết thúc nó làm cho người ta suy nghĩ là dở. Thì như vậy có nghĩa là câu số 7, câu này mới phù hợp cho số 7. Ai thì không thích cái the way the book end, cái cách mà cái quyển sách kết thúc, tức là vài cái trang cuối cùng á. Ok, vậy mình chọn nhân vật Kojo này ha. Rồi tiếp tục. What happened in them doesn't seem real. Rồi ở đây làm rõ thêm cái mà xảy ra ở trong chúng á, thì nó dường như là không có thật. Ok, rồi vậy là cái cách mà cuốn sách kết thúc là bổ sung vô nghĩa câu số 7 ha. Rồi thầy đọc lại lần nữa, các bạn dò lại ha. My favorite book. This well-known book were in a box of old books that a neighbor gave me. I wasn't sure about this when I picked it up because I saw the picture and thought it was a book for little children. But I was bored, so I started reading. After a few pages, I couldn't stop. And when I got to the last page, I was quite upset that there wasn't more. It's about two friends who play a game and how it changes their life. It's brilliant. Ok, nhân vật Max. This was one of the first books I ever had, but it's still a favorite. Even before I could read, I loved looking at the drawings as my parents read the story to me. Now my little sister got it, and she loved it too. The writer has become quite famous, but this is the first book she wrote, and not many people have heard of it. It's very different from the book she wrote later. I suppose what you write about changes as your life changes. Okay, Kojo. I read this book for the first time when I was about 8. One of the reasons I liked it was that it was about people growing up in a place
which I knew nothing about. My friend read it too, and our ideas for game often come from this book. I read it again recently, and I still think it raised, except the last few pages. What happened in them doesn't seem real. Rồi mình xong part 2 ha. Rồi cái mình qua part 3, question 14 to 18. For each question, choose the correct answer. A young tea maker, một cái người làm phô mai trẻ. 16-year-old Patalodge has an unusual hobby. She makes tea on family farm in Australia. She began by making yogurt with her mother when she was little. Then she started watching her father work make cheese. When she was 10, she made some herself for the first time. It wasn't great, she said, but the worker told me what I was doing wrong, and that helped me to slowly get better. Một cái người 16 tuổi tên là Petalos có một cái sở thích không bình thường. Cô ấy làm phô mai từ cái nông trại của gia đình ở Australia, ở Úc ha các bạn. Rồi, cô ấy bắt đầu làm gia ua với mẹ của cô ấy khi cô ấy còn bé. Và rồi bắt đầu xem ba, những cái người công nhân của ba cô ấy làm phô mai. Khi mà cô ấy lên 10 tuổi thì cô ấy bắt đầu tự mình làm phô mai lần đầu tiên. Nó không có tuyệt vời, nó không có ngon ha cô ấy nói. Nhưng mà những cái người công nhân thì đã nói cho tôi là tôi làm sai cái gì. Và nó giúp tôi cải thiện, slowly get better, dần dần là tốt hơn. Như vậy bên câu 14 người ta hỏi là Pat learn to make good cheese. Pat học để làm phô mai ngon là bởi vì sao? A, by listening to the advice she got. Đúng rồi, bằng cách lắng nghe những cái lời khuyên mà cô ấy đã có được từ ai các bạn? Từ những người công nhân của cha của cô ấy ha. Ok, vậy mình chọn câu đáp án của 14 mình là A, by seeing how her mother did. Thì cái thông tin này không có nói her mother did gì các bạn, làm yogurt chứ không có làm phô mai. By practicing at home on her own là bằng cách luyện tập ở tại nhà, tự cô ấy luyện tập. Thì cái này cô không có nói trong bài mà nó nằm ở ngay chỗ dòng cuối cùng này nè. Mặc dù ban đầu nó không có ngon, nhưng mà bằng cách là những cái người công nhân này nói, công nhân ở trên này là công nhân của ba cô ấy nè ha, rồi mới nói là cho cô ấy đã làm sai cái gì và nó đã giúp cô ấy cải thiện một cách từ từ. Rồi vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô là câu 14 ha. Ok, rồi mình tiếp qua đoạn 2. Pat always needs good milk for her cheese, but she doesn't have to buy it. Her mother and father kept 100 cows on their farm. Pat can just ask them when she needs more. Last year, Pat's neighbor gave her a young cow to keep and look after, but it doesn't produce milk to make cheese yet. Pat thì luôn cần cái sữa ngon cho phô mai của cô ấy, nhưng mà cô ấy không phải mua nó. Mẹ và ba của cô ấy có 100 con bò trên nông trại. Pat chỉ cần hỏi họ khi mà cô ấy cần nhiều hơn, cần thêm ha. Và năm ngoái thì hàng xóm của Pat đã cho Pat một cái con bò nhỏ để trông nom, nhưng mà nó chưa có cho ra sữa để làm phô mai. Ok, vậy qua bên câu 15 thì người ta hỏi là where does Pat get the milk for her cheese? Pat đã lấy cái sữa để làm phô mai ở đâu? Where, từ khóa của mình là where ha. Như vậy from her neighbor farm là sai. Her neighbor trong bài có đề cập tới, nhưng mà cho cô ấy một con bò con thôi. Còn her father helped her to buy it, tức là sai luôn. Ở đây có cái thông tin là cô ấy không cần phải mua nó, mà là ba mẹ của cô ấy đưa nó cho cô ấy. Bởi vì sao? Họ có 100 con bò ở trên nông trại, và mỗi lần mà cô ấy cần á thì cô ấy chỉ cần ask them thì là họ sẽ cho cô ấy thôi. Nè, she doesn't have to buy it. Nó loại ngay chỗ này là trừ câu B của mình ra ha. Ngay chỗ này mình đánh vô là câu 15. Đáp án là C. Rồi mình tiếp tục qua đoạn 3. Pat and her family made several types of cheese. Recently, they won a prize for one of them. It's been great for helping customers find out about us, said Pat. Last month, we started selling cheese in New Zealand. People there read about our prize in a good magazine. Soon we're going to do some advertisement too. Pat và gia đình thì làm rất là nhiều loại phô mai. Gần đây họ thắng một cái giải thưởng, một trong bọn chúng, tức là một cái loại phô mai của họ thì đã thắng giải thưởng. Nó rất là tuyệt vời để giúp khách hàng biết về chúng tôi, biết nhiều hơn về chúng tôi. Pat nói, tháng rồi thì chúng tôi bắt đầu bán phô mai ở New Zealand. Những cái người mà ở đó thì đọc cái giải thưởng
trên một cái tạp chí về đồ ăn. Và sớm thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái quảng cáo về nó. Như vậy qua bên câu 16, người ta hỏi là Pat say winning the prize mean. Pat nói rằng cái việc mà chiến thắng giải thưởng thì nó có ý nghĩa như thế nào? More people know about her family cheese, là đúng rồi. Nhiều người hơn sẽ biết về phô mai của gia đình của họ. Còn câu B, she can be a star of the family new advertisement. Thông tin này không có nói. Tức là cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao của cái mẫu quảng cáo mới trong gia đình. Thậm chí là gia đình chỉ mới có kế hoạch thôi. Cái khúc cuối là they we going to do some advertisement, chứ còn chưa có làm luôn ha các bạn. Rồi còn câu C là she was invited to visit another country. Cô ấy được mời để thăm một cái quốc gia khác thì không có. Ở trong bài mình thấy có một cái quốc gia khác, đó là New Zealand. Ok, last month là tháng rồi. Thì chúng tôi bắt đầu bán phô mai ở tại New Zealand nè. Người ta ở đó biết về cái giải thưởng của chúng tôi qua một cái tạp chí về đồ ăn, chứ không hề có thông tin là họ đi du lịch đến cái quốc gia khác. Như vậy cái câu 16 của mình nó tuyệt vời ở chỗ là giúp khách hàng biết nhiều hơn về chúng tôi. Beth nói như vậy. Ngay đây là câu 16 của mình. Rồi tiếp tục mình qua đoạn cuối cùng ha. Pat's next idea is to post some online recipe for cooking with cheese. One of my favorite is cheese with eggs for breakfast. It's great. Our cheese is also lovely with pasta. I hope a restaurant might buy some one day. But right now, Pat's still at school. Making cheese is fun and winning a prize for it is great. But doing well in my study matter more for now. Cái ý tưởng mới của Pat thì là up ha, hoặc là đăng một ít lên trên cái recipe, ở đây là công thức, lên trên mạng để nấu ăn với lại phô mai. Một cái trong những cái món yêu thích là phô mai với lại trứng để ăn sáng. Nó rất là tuyệt vời. Phô mai của chúng tôi thì cũng có thể rất là ngon ăn với mì ống, và tôi hy vọng nhà hàng thì cũng có thể mua chúng một ngày nào đó. Nhưng ngay bây giờ thì Beth thì vẫn ở trường, tức là Beth vẫn còn đi học. Làm phô mai chỉ để vui thôi. Và chiến thắng cái giải thưởng thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái việc mà học tốt ở trường thì mới là vấn đề quan trọng hơn đối với tôi bây giờ. Như vậy cái câu 17 cuối cùng ở dưới này là what is the most important thing for Pat at the moment, là cái gì các bạn? Cái việc mà quan trọng nhất đối với Pat bây giờ là gì? Câu A là practicing a new cookbook, là không có nói ha. Thông tin này không được đề cập tới. Being successful at school, đúng rồi, là thành công ở trường ha, là cái này là quan trọng hơn hai cái ban đầu luôn. Selling cheese to restaurant thì cổ chỉ hy vọng là nhà hàng sẽ mua cái công thức, mua phô mai một ngày nào đó để làm mấy cái món mà cổ chế biến ở bên trên. Nhưng mà chốt lại nè, nhưng mà bây giờ thì Beth vẫn đi học ha. Rồi làm phô mai á, thì chỉ để vui thôi. Chiến thắng giải thưởng thì cũng tuyệt vời, nhưng mà cái việc mà học tốt ở thời trường nè thì mới quan trọng hơn hai cái vấn đề kia. More matter more for now. Đây là câu 17. Rồi như vậy sau khi mình đọc xong nội dung của cái bài thì mình sẽ làm câu 18. In this article, trong cái bài báo này, Pat giải thích cái gì các bạn? Why her family started making cheese? Tại sao gia đình cô ấy bắt đầu làm phô mai thì không có cái lý do nào là why hết. How to win a competition for making cheese. Có nói về cái chuyện chiến thắng giải thưởng, nhưng mà bằng cách nào để chiến thắng một cái giải thưởng thì một cái cuộc thi làm phô mai là không có nói. Như vậy C nó mới là đáp án đúng. How she become part of cheese making business. Bằng cách nào mà cô ấy trở thành một phần của một cái doanh nghiệp ha, làm phô mai. Là từ nhỏ là bắt đầu tự mình làm, rồi lắng nghe ý kiến góp ý, rồi chiến thắng giải thưởng vân vân, thì nó là cái nội dung chính của cái bài này. Rồi thầy đọc lại lần nữa cho các bạn dò ha. A young cheese maker, 16 years on Pat Talat has an unusual hobby. She makes cheese on a family farm in Australia. She began by making yogurt with her mother when she was little. Then she started watching her father worker make cheese. When she was 10, she made some herself for the first time. It wasn't great, she said, but the worker told me what I was doing wrong, and that helped me to slowly get better. Pat always needs good milk for her cheese, but she doesn't have to buy it. Her mother and father keep 100 cows on their farm. Pat can just ask them,
When she needed more, last year, pet neighbor gave her a young cow to keep and look after, but it doesn't produce milk to make cheese yet. Pat and her family make several types of cheese. Recently, they won a prize for one of them. It's been great for helping customers find out about us, said Pat. Last month, we started selling cheese in New Zealand. People there read about our prize in a food magazine. Soon we're going to do some advertisement too. Pat's next idea is to post some online recipe for cooking with cheese. One of my favorite is cheese with eggs for breakfast. It's great. Our cheese is also lovely with pasta. I hope a restaurant may buy some one day. But right now, Pat is still at school. Making cheese is fun and winning a prize for it is great. But doing well in my study matter more for now. Rồi, mình xong part 3 ha. Rồi, ok, tiếp tục mình qua part 4, question 19 to 24. For each question, choose the correct answer. Mình học về Philotan Fanwork. Philotan Fanwork were born in the USA in 1906. As a child, he was very interested in science and electricity and spent a lot of time about this. Như vậy, anh ấy khi còn là một đứa trẻ thì anh ấy rất là quan tâm đến khoa học và điện, và anh ấy bỏ ra rất là nhiều thời gian. Ở câu 19 mình có gì các bạn? Learning, học, studying là nghiên cứu, và understand thì mình sẽ lấy cái nghĩa chung của nó là học ha, learning. Ok, vậy bên câu A này mình sẽ điền vô là learning ha các bạn. Rồi, learning about this. Ok, thì thu nhỏ nó lại chết, để mình đưa nó vô cho nó đẹp. Ok, he also won a national ...for young engineer when he was just 13. Anh ấy cũng thắng một cái gì đó quốc gia dành cho những kỹ sư trẻ khi anh ấy mới 13 tuổi các bạn. Thì bên câu 20 này mình sẽ có là game, match và competition. Thì mình chọn competition ha. Kỹ sư thì không thể, match là mấy môn thể thao, trận đấu mà. Game là trò chơi, còn competition là cuộc thi dành cho các kỹ sư trẻ. Như vậy câu 20 mình điền competition đó mới đúng. Rồi, ok, tiếp tục ha. When he was 20, Fanwork he owned business. Bạn thấy chữ business thì mình bắt đầu là có thể là sẽ thành lập hoặc là bắt đầu gì đó. Rồi, ở đây có chữ started nè. Rồi, he started, đúng rồi. Khi mà fan anh ấy 20 tuổi á, thì anh ấy mới bắt đầu cái doanh nghiệp riêng của anh ấy. In 1927, he showed everyone he knew the idea of sending picture using electricity. Một cái gì đó mà nó gửi hình ảnh sử dụng điện. Rồi mình coi câu 22, một cái gì đây, một cái cách, một cái kế hoạch hay một cái thứ. Thì ở đây một cái cách ha, nó mới đúng. Ok, away là một cái cách mà nó gửi hình ảnh mà sử dụng điện. Many other people were working on idea for a machine to do this. Nhiều người khác thì cũng làm việc với cái ý tưởng này để làm ra một cái máy để làm cái điều đó đó. But Fanworks were the first that had no moving part. Nhưng mà Fanworks là cái người đầu tiên mà có được cái, ở đây là cái cụm từ no moving part này, nó là một cái từ kỹ thuật ở bên điện tử, thì nó là cái bộ tách sóng hết các bạn. Còn nếu bạn không hiểu cái này thì bạn vẫn có thể làm được đúng, bởi vì nó chỉ tới đây là mình đã làm được điền vào chỗ trống rồi. Nhưng mà còn dịch đó thì nó là bộ tách sóng. In fact, it was the first true electronic TV. Thật tình mà nói thì nó là cái TV mà điện tử đầu tiên. After many business problems, Fanwork had success in 1938 when another company him a million, $1 million for his idea. Sau nhiều cái vấn đề của doanh nghiệp thì Fanwork đã thành công năm 1938 khi mà những cái công ty khác đã làm cái gì anh ấy. Ở đây mình có một cái số tiền, thì có nghĩa là đề nghị một cái số tiền. Bên đây mình sẽ có là offer, đúng rồi. Còn thuốc là lấy của anh ấy thì nó không đúng. Show là bán cho anh ấy cũng không đúng luôn. Anh ấy có ý tưởng mà, cho nên mấy cái công ty khác mới offer him $1,000,000 cho cái ý tưởng của anh ấy. He not very famous. Anh ấy thì không có nổi tiếng những cái ngày gì, these days các bạn, vào những ngày ấy.
À, còn ở bên đây nếu mà câu 24 là mình this year và this time thì nó không hợp lý. Cách người ta xài là this day, vào những ngày đó, thời đó. Rồi, but as the father of electronic television, fan work change the world. Nhưng mà với vai trò là cha đẻ của cái TV điện tử thì fan work là thay đổi thế giới. Rồi, ok, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Philo T. Fanworth were born in the USA in 1906. As a child, he was very interested in science and electricity and spent a lot of time learning about this. He also won a national competition for young engineer when he was just 13. When he was 20, Fanworth started his own business. In 1927, he showed everyone his new idea, a way of sending picture using electricity. Many other people were working on an idea for a machine to do this, but Fanworth were the first that had no moving part. In fact, it were the first true electronic TV. After many business problems, Fanworth had success in 1938 when another company offered him $1 million for his idea. He is not very famous these days, but as the father of electronic television, fan world change the world. Rồi ok, mình xong cái part 4 của test 1, cuốn A2 Key for School 1 ha các bạn. Rồi ok, tiếp tục mình qua part 5, question 25 to 30. For each question, try correct answer. Write one word for each gap, tức là mỗi một khoảng trống mình chỉ điền có một từ thôi các bạn. Rồi mình sẽ hoàn tất một cái đoạn email từ Rachel gửi cho Chris. Ví dụ người ta cho rồi, we are back from, ok, cái chữ này là from our family holiday in USA. Vậy mình điền vô chữ from ha. Chúng tôi vừa mới về từ một cái kỳ nghỉ của gia đình ở Mỹ. Rồi, it was amazing, nó rất là tuyệt vời. It, rồi ở đây mình thấy chữ biết gì xong. Rồi, so sánh nhất thì mình sẽ lập tức dùng mạo từ gì các bạn, the ha. It's the biggest country I ever been to. Đó là một cái đất nước mà lớn nhất mà tôi đã từng đến. We travel from Los Angeles to Seattle chấm 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 car. Ở đây travel thì nó giống như go hả? Chúng tôi đi từ Los Angeles đến Seattle thì car là mình sẽ là by by car bằng xe hơi hả? It's nearly 2,000 km and the trip took us chấm 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 very long time, nearly a week. Ở đây một cái cách dùng của người ta ha là bạn cứ thấy very long time, long time là mình tìm mạo từ vậy ha, nó mất một cái khoảng thời gian rất là lâu, gần một tuần ha. Rồi, my family likes Los Angeles best, I didn't agree. Như vậy ở đây trái nghĩa bạn thấy không? Ba gia đình của tôi thì thích nè, thích Los Angeles nhất. Rồi tôi thì không đồng ý. Như vậy ở giữa này nó phải có một cái liên từ trái nghĩa. Seattle were my favorite place, tức là tôi thì lại thích Seattle. Ok, Seattle là một cái thành phố. Bên đây Los Angeles cũng là một thành phố. Như vậy bạn sẽ điền một cái liên từ mà nó trái nghĩa. Ở đây mình dùng được nhiều cái, ví dụ như but hoặc là however hoặc là on hoặc là đổ luôn. Ok, thì tất cả những cái chữ này nó đều mang cái tính trái nghĩa hết. Tức là ví dụ gia đình của tôi thì thích Los Angeles nhất, nhưng mà tôi không đồng ý Seattle là cái nơi yêu thích nhất của tôi. Hoặc là gia đình của tôi á, thì thích Los Angeles nhất, nhưng mà tôi thì không đồng ý Seattle thì mới là cái nơi yêu thích nhất của tôi ha. Rồi ở đây mình thấy smaller là nhỏ hơn, so sánh hơn thì monster đen ha các bạn, mình lập tức điền chữ đen vô đây. Rồi Los Angeles, mặc dù Seattle thì nó nhỏ hơn là Los Angeles. Eat the food and the food were better, nhưng mà thức ăn thì nó tốt hơn ha. Seattle is near the sea and we ate a lot of fish. Seattle thì nó gần biển và chúng tôi ăn rất là nhiều cá. The only problem were that chấm 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 rain almost every day. Ở đây bạn nhớ trời mưa thì chữ trời mình dùng chữ gì không? Ít ha các bạn. Đừng dịch nó thì mưa ha. Mình dịch trời mưa hầu hết mỗi ngày. Let's meet for a chat now. Chúng ta hãy gặp để tán gẫu bây giờ. I have a present for you. Tôi có một cái quà tặng cho bạn. Rồi mình xong part 5 ha. Cũng là xong test 1 của cuốn A2 Key for School 1. Ok các bạn. Rồi thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha.
We back from our family holiday in US. It was amazing. It's the biggest country I ever been to. We traveled from Los Angeles to Seattle by car. It's nearly 2,000 kilometers. And the trip took us a very long time. It's nearly a week. My family liked Los Angeles best, but I didn't agree. Seattle was my favorite place. It's smaller than Los Angeles and the food was better. Seattle is near the sea and we ate a lot of fish. The only problem was that it rained almost every day. Let's meet for a jazz nap. I have a present for you. Okay, rồi xong ha.